Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Như là mỏ vịt hả ta, đúng mỏ vịt nè. Cáo sa mạc. Mày cáo sa mạc. Đã ha các bạn ha. Rất là nhiều thú cưng trong trung tâm thương mại luôn. Wow. Wow. Một con sư tử ở trong này luôn. Wow. Các bạn thấy đội chịu chơi của anh em Thái Lan chưa? Các bạn Thái Lan chưa? Trời ơi. Để sư tử vô trung tâm thương mại luôn kìa các bạn. Đây là một bạn Lesser Iguana ha, nó gọi là King Iguana đó. Đây là bạn tròn. Đây là Raccoon. À, bỏ cánh cứng các bạn. Wow, đẹp chưa? À, rùa da báo nhưng mà cái này chắc là dòng hai quai, rất là nhiều mập ha. Tha hồ cho anh em lai tạo luôn. Rất là châu bò luôn. Không có ngán ai trong tự nhiên hết trơn á. Cọp sư tử gì nó chơi hết á. Nằm ngoan không? Trời, cho đeo nơ. Cho những người yêu mến động vật có thể tìm hiểu. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan một cái buổi triển lãm thú cưng tại Thái Lan ha. Thì clip này được bạn Thịnh trong Việt Nam Bon Bay Thành đi lần đó là Thịnh và Vinh, hai anh em xuất khẩu tức và rắc và những cái chỗ, cái đồ để nuôi bon đó các bạn, cái chỗ để nuôi bon đó, cái thùng để nuôi cái bon đó, cái gọi là cái thúp ha, cái rắc là cái kệ. Thì hai anh em Thịnh và Vinh đã coi như là xuất khẩu qua thị trường Thái Lan luôn. Thì sẵn đó là trong cái buổi triển lãm thú cưng ở bên Thái Lan thì mình có nhờ Thịnh là quay những cái thước phim này về để gửi cho các bạn ở Việt Nam có thể coi, thì mình lồng tiếng lại hả. Ok, trước mặt chúng ta là cái khu vực nhện ha, rất là nhiều nhện luôn, rất là đa dạng luôn và có bán luôn nha các bạn. Các bạn thấy cái độ chịu chơi của anh em Thái Lan không? Tổ chức những cái buổi triển lãm thú cưng như thế này ở trong những cái trung tâm thương mại luôn, rất là hoành tráng, rất là sướng luôn, nhìn mà mê quá. Đầy đủ phụ kiện ha. Đó, đây là những cái quầy bán những phụ kiện, những cái hang, những cái đó là những bạn nhện con á, những bạn nhện con trong những cái hộp nhỏ như thế này á, đầy đủ đa dạng các loại nhện luôn. Đây là một bạn hình như là cầy Magut nè, cái này chúng ta coi thế giới đó đây đồ này nọ đó, Animal Planet là chúng ta thường thấy những cái con cầy này mà nó nhiều chuyện á, nó tụm năm tụm ba nó đứng lên nó hóng chuyện á, đó là từ nó đó. Đây là một bạn cáo tuyết ha, cáo trắng. Đầy đủ, tất cả đầy đủ các dòng luôn các bạn. Và được tổ chức ở trên, ở bên trong trung tâm thương mại luôn. Đó. Ước mơ một ngày nào đó Việt Nam mình cũng có thể tổ chức như vậy ha. Như vậy nó sẽ kết nối được với lại nhiều người chơi mới hơn. Đó, nó sẽ thu hút được nhiều người hơn. Mọi người quan tâm có thể dễ dàng tìm hiểu những cái thông tin. Rất là đã luôn. Có bò sát nè, có gặm nhấm nè. Đây bò sát đây, một bạn đây. Bạn này là bạn gì quên tên mất tiêu rồi. Người mình có hoa văn. À, từng quầy luôn nha các bạn. Này là từng cái farm á, từng cái farm hoặc là từng cái shop á, người ta đăng ký cái quầy hàng ở trong trung tâm thương mại. Rồi lên trưng bày luôn, có buôn bán ở đây luôn. Đây là những bạn nhím nè, chúng ta thấy trong lòng là những bạn nhím nè. Bạn này bạn gì mình quên tên mất tiêu rồi. Ai nhớ comment dưới giùm nha. Đây là một bạn sóc. Mắt nó to tròn đẹp ghê không? Lỗ tai. Nhím này. Nhím này nhím kiển đó nha. Nhím này cũng mắc tiền lắm á. Có nhà cho nó nè. Các bạn đây được lót bằng rơm ha. Chúng ta thấy là được lót bằng rơm. Chất nền lót bằng rơm. Đây là sóc nè. Có cầu, có những cái nhà gỗ để cho nó leo trèo nó chơi. Bọn nhím đang nằm trong cái đống rơm đây nè. Như nhím này là gọi là nhím tay to thì phải, nhím tay to. Đây là sóc, rhino nè các bạn, rhino iguana đây, rhino nha. Ở dưới này là các bạn đáp. Rất là nhiều người đi trung tâm thương mại có thể ghé qua cái khu vực này để mà chơi. Đây là một bạn bạn gì đó, hình như là mỏ vịt hả ta, thú mỏ vịt ha. Mỏ nó hơi là lạ, không biết cái mỏ nó hơi nhọn nhọn mà nhìn cũng không kỹ lắm ha.
này gọi là cáo sa mạc. Đây là những bàn cáo sa mạc có sửa đèn á, cho nó ấm á. Chắc là trong những bạn này thì trong trung tâm thương mại có vẻ là lạnh cho nên là sửa thêm đèn cho bé nó ấm. Đã ha các bạn ha, rất là nhiều thú cưng trong trung tâm thương mại luôn. Các bạn nhỏ, các bạn học sinh rồi sẽ được phụ huynh dẫn đi chơi rồi này nọ thứ, có thể tham quan tha hồ luôn. Đây là gian hàng của wow, một con sư tử ở trong này luôn. Wow, các bạn thấy đồ chị chơi của anh em Thái Lan chưa, các bạn Thái Lan chưa? Trời ơi, đem sư tử vô trung tâm thương mại luôn kìa các bạn, quá đỉnh luôn, quá xịn sò luôn à. Công nhận khủng khiếp thiệt, Thái Lan khủng khiếp thiệt. Đây những bạn sư tử con nè. Đây là gì quên rồi, Caraco ha, mèo rồi Caraco sói đồng cái gì, mèo đồng cỏ à, đây cũng là mèo đồng cỏ chắc. Con này là sư tử luôn nè, ghê chưa, khủng khiếp thiệt. Công nhận đồ chơi chơi của các bạn Thái Lan và cái một cái chính sách mở cửa của chính phủ ha, coi như là tạo điều kiện để cho cái ngành này nó phát triển. Mà mình nghĩ cái ngành này nó cũng là một ngành tỷ đô quá nha, triệu đô, tỷ đô gì đó. Nhưng mà nói chung là nó sẽ mang lại những cái giá trị về mặt kinh tế đó, rất là tốt. Thì chỉ mong một ngày nào đó là những chính sách của mình nó cởi mở hơn, chúng ta có thể tiếp cận được với các bạn thú cưng một cách chính quy hơn đó. Chúng ta vừa thấy bạn Servo ha, mèo Servo, quá trời nhiều thứ rồi. Nè cáo sa mạc, có những bạn mình cũng không biết tên luôn, gõ trong này mà lướt qua có nói sai cái nào thì anh em thông cảm ha. Đây là chồn Firet. Cái gì nữa đây, hình như cả một cái khoanh là một cái khu luôn các bạn, cái khu vực dành cho thú cưng luôn. Trong này là các bạn gì mình chưa thấy luôn, có xương rồng, ê kiến, à đây là cái tăng nuôi kiến. Tăng nuôi kiến của mình cũng có nuôi kiến nữa ha, đang đặt hàng hai ổ. Đang làm hai cái tăng đẹp lắm các bạn, mới có hai cái tăng mới nhờ anh em bên HT thiết kế cho, rất là hoành tráng, hoành tráng gấp đôi cái tăng cũ của mình luôn á. Bạn gì đây nè, trời sao mà đa dạng quá, con gì cũng có thể làm pet. Đây là một bạn Lesser Iguana ha, nó gọi là King Iguana đó. Đây là rùa, ở dưới là rùa Leopard đó các bạn. Đây là cái gì đây? Này là bạn chồn. Này là Raccoon. Wow, có cả con này con gì ta? Không biết con gì luôn. Không biết luôn, nhanh quá không biết luôn. Rồi, vẹt Macau, dòng đó là dòng gì tự nhiên quên rồi. Sư tử, khủng khiếp thiệt, công nhận sư tử mà đưa vô trung tâm thương mại luôn. Chị chắc chỉ có anh bạn Thái Lan của mình thôi mới dám chơi cái này thôi. Này là cái gì đây? Bọ cánh cứng các bạn, wow, đẹp chưa. Con bọ cánh cứng đặc biệt có điều hay á, là ở thể sống hay là thể tiêu bản gì á, giá trị nó cũng ngang nhau ha các bạn ha. Người ta chơi là sống cũng được mà tiêu bản cũng ok. Đây là những bạn rùa con baby đây, Leopard. Này là Adapra nè, bạn đen này là Adapra nè, rùa cạn lớn thứ hai thế giới ha. Đây là bạn rùa nước. Bao nhiêu? 10.000 bạc, 13.000 bạc. Anh em nhân lên nha, bạc nay nhân lâu quá không cập nhật bạc Thái à. Chắc nhân 7 không biết đúng không nữa. Đây là khu vực Bon Bay Thành ha các bạn ha. Rất là nhiều mập luôn. Mega gì đó, chưa kịp đọc luôn. Wow, sướng thiệt, công nhận. Bon Bay Thành. Rồi, phụ kiện quần áo liên quan là có đủ hết luôn. Ngay cả một cái hệ sinh thái luôn nha anh em. Ước mơ luôn, mong một ngày nào đó cứ đi rồi sẽ tới anh em ơi. Mình nghĩ trong tương lai thì cái chuyện này nó sẽ được open hơn. Điều rồi chúng ta thấy nhện nè, đó đây là những cái thực phẩm liên quan chức năng có thể chăm sóc cho các bé.
Mình có nhờ bạn Thịnh, nhờ bạn Thịnh lia máy hơi nhanh ha, anh em coi cũng đảo con mắt cũng hơi mệt luôn ha. Không sao, có là quý lắm mà. Đây là leopard nha các bạn, đây là red food hay cái gì đó, chắc red food quá. Nhìn sơ qua tưởng tưởng là sulcata nhưng mà thấy cái ô mai của nó khá là nhỏ giống red food hơn. Ồ, đây là những bé adapra cho như cái mai bóng lưỡng luôn, mai căng tròn bóng lưỡng rất là đẹp, có đánh mã số trên đó luôn á. Đây là các bạn size nhỏ hơn, size này chắc cỡ size 12, 13 gì đó, size này chắc cỡ 10, 15 tới 18. Adapra rất là nhiều luôn, bé này chắc cỡ size 12, 13 đây. Thì adapra nói chung là rùa, nói chung thì người ta lựa những bé mà mai nó tròn, nó không bị lép, thường thường nó hay bị lép mông lắm, lựa cái tai tròn thì sẽ đẹp hơn, sau này nó nở đều. Chế độ chăm sóc cũng quan trọng nữa, dinh dưỡng. Wow, đây là leopard rùa da báo, nhưng mà cái này chắc là dòng high white leopard. High white tức là màu trắng nhiều các bạn. Cái dòng normal của rùa leopard á, thì nó đen, nhìn vô nó đen mà có chấm leopard là báo á, nó có những chấm trắng giống như con báo á. Còn cái dòng mà high white á, thì cái phần trắng nó nhiều hơn phần đen, nhìn nó sáng hơn. Đây là những bé phát teo ha. Đây là dòng gecko. Từng quầy có những bạn ở đây sẽ tư vấn cho khách. Đây là phát teo đây nè, phát teo là đu mập, đẹp quá. Rồi, đi dạo tiếp đây. Đây là Siam Exotic. À, cái này là Siam Exotic, này là của những người bạn mà mình cũng có biết bên Thái. Đây là dòng monitor, này là Pluton, BD, Barrett Garden nha các bạn. Rồng Úc, tiếng Việt mình gọi là rồng Úc. Rất là nhiều mọp ha, tha hồ cho anh em lai tạo luôn, quá đã. Những cái show về pet mà được tổ chức trong những cái không gian mà có máy lạnh á, thì pet nó sẽ khỏe hơn là chúng ta làm ngoài trời nó nóng quá, nó hóc quá. Các bạn thấy thì để mà show triển lãm, các bé đừng trong những cái hộp như này, không gian nó nhỏ nè, không khí ở trong nó ít, mà nếu mà để ngoài trời á, lần lát tụi nó nhiều khả năng sẽ bị sốc nhiệt lắm. Cho nên là nếu mà xin phép được mà tổ chức trong những cái trung tâm thương mại, những cái không gian mà nó có máy lạnh, nó mát mẻ thì sẽ rất là coi như là an toàn cho các bạn bé ha. Đây một bé BD nó đang đào đây. Này tiếp tục là Bon. Rùa Adapra, rất là nhiều Adapra luôn. Các bé đang được cho ăn cái đó gọi là xương rồng tai thỏ đó các bạn. Xương rồng tai thỏ thắt sắc ra thành từng thanh gì đó. Đây là một bé Red Tegu ha, dòng Tegu đỏ. Không cho sờ, don't touch please. Anh em mà đi show pet đồ này nọ đó, đi những cái show mà về thú cưng được, cũng hạn chế là cho bé, các bé nó liếm tay. Tại vì ví dụ như các bé đó ai cũng cho tay nó liếm á, thì nó vô tình nó sẽ lây những cái vi khuẩn từ người này qua người kia và lây vô con pet ha. Ví dụ con pet nó liếm cái tay con người đó xong rồi lấy nó lại chứ nó liếm xong rồi nó lại cho con khác nó liếm nữa, thì pet nó lây với pet với nhau không tốt. Giờ chúng ta thấy dòng Tegu đó, dòng Blue Tegu á, đông chưa các bạn, đông vui ha. Cả một khu vực luôn. Ở Việt Nam mình mấy cái này chỉ bán đồ chơi, bán quần áo, bán mỹ phẩm đồ này nọ thôi. Ước mong một ngày nào đó thì cái sảnh, cái lobby á, sẽ là một cái không gian dành cho bé, cho thú cưng. Chúng ta vừa thấy bạn một người bạn đây cũng trong team luôn á.
Huy ha, Huy. Huy Huy là sống bên Mỹ ha, cũng là breeder và có cái shop bán về bone python mà gọi là quốc tế luôn á, cũng được uy tín lắm. Rồi một bạn sư tử à. Đã không? Quá khủng luôn thiệt. Công nhận đồ chơi chơi của anh em Thái Lan nó là tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình vẫn có sự ấn đối với lại những cái bạn này ha. Smoke này nó lớn, nó to lớn. Mặc dù là những người bạn của mình đã từng nuôi sư tử ở nước ngoài ha, người ta chia sẻ sư tử hoặc cọp rồi, người ta chia sẻ nếu mà nuôi nuôi từ nhỏ tới lớn cho nó bú thì nó chẳng khác gì con mèo cả các bạn. Nhưng mà nhìn nó cũng hơi giận giận ha. Đây là hai bạn chó rất là bự con này, ASEAN Big Dog ha. Rất là những cái dòng chó khổng lồ. Người ta đang, chắc đang giới thiệu về cái thức ăn cho nó, thức ăn dạng viên á, nhiều dinh dưỡng. Ghê thì các bạn cho sư tử đi vô trung tâm thương mại chơi luôn. Quá đỉnh. Biết có bằng cọp nào hôm nay. À, chắc là đang có chương trình gì đó. Anh em VN Bone Python á, mình cũng rất là coi như là tự hào ké ha. Anh em sản xuất ra những cái thức rắc và được những breeder trên thế giới tin dùng, thì xuất khẩu qua Thái Lan rồi và một số nước khác nữa. Đây là những cái dòng chăn mọp thì quá chừng nhiều, mình không rành này, học không hết nổi, quần màu đỏ dữ không biết có phải là sinh lao không. Quá trời chăn rắn ở bên Thái người ta tổ chức hay lắm các bạn. Một cái cộng đồng đó, một cái hệ sinh thái đó là hầu như là nó không có sự dậm chân nhau và nó người ta giữ giá rất là tốt các bạn. Cả hệ sinh thái người ta cùng nhau phát triển luôn. Việt Nam mình thì cái này hơi yếu, mặc dù mình nói có thể nhiều lần này rồi, thể chúng ta sẽ hơi tự ái, nhưng mà chúng ta nên học hỏi các bạn. Chúng ta hay có cái kiểu là cứ dậm chân lên nhau rồi sẽ gọi là giết nhau từ từ vào một bếp thai quá đẹp luôn kìa. Còn bên Thái người ta có một cái tạm gọi là giống như cái hiệp hội đi, người ta có thể phân bổ công việc, phân bổ cái hàng hóa của từng trại các thứ, rồi tránh dậm chân nhau, và người ta có cái độ giữ giá nó rất là chuẩn. Đây là bạn bon bạn pai ha, lao albino pai. Những cái gen này là những cái gen xịn không á, 3-4 cái lặn nằm ở trong người nó đó là sẽ sản xuất ra được siêu phẩm không á. Còn nói chung về cái cộng đồng của mình thì mọi người tự phát, cứ thấy cái nào hot thế là đổ xô vô làm, dẫn đến tình trạng là cung nó vượt quá cầu, rồi hạ giá, cạnh tranh giá, cạnh tranh bẩn, rồi tùm lum từ từ nó giết nhau hết. Đây là những bé pai ha, lao albino pai, giá bao nhiêu đây, 321.000 bạc. Anh em nào có máy tính nhân giùm mình coi bao nhiêu tiền vậy. Đây là anh Vinh ha, aquatic exotic, quá trời chăn rắn này. Đây là bạn Thịnh nè. Bạn Thịnh là người quay những cái clip này về để gửi cho mình, để mình edit lại chút đỉnh mình gửi cho anh em khán giả đầu coi ha. Thank you anh em bên VN Bone Python nha, Bone Python nha. Thank you Thịnh và Thịnh đã quay những cái clip này ha. Có giá tiền cho anh em coi luôn á anh em. Bao nhiêu 150.000 bạc nè. Này là cái ở trên đây là đủ thông tin luôn á. Cái tầng trên ở phần trên á thì chúng ta sẽ thấy là các người ta sẽ để cái tên của cái dòng này, đọc vô cái tên chúng ta sẽ biết nó là mọt gì, gen gì. Còn khúc dưới á, là sẽ để cái giới tính cũng như cái giá tiền. Chúng ta thấy cái hình như cái gương này nè, nghĩa là giới tính cái ha, 150.000 bạc.
Còn cái mũi tên mà chỉ xéo xéo thì cái đó là giới tính đực. Đó. Nhìn cho chúng ta biết liền. Trước khi mà đụng vô các bạn chăn á, là sẽ được xịt khử khuẩn tay để tránh lây lan bệnh từ bạn bét này qua bạn bét khác ha. Rất là đẹp, hoa văn xịn sò. Đang đi chợ, đang shopping á. Thành đang shopping. Trời, nhìn ghiền quá mà Lu Bu chưa đi được. Mình qua Thái cũng tương đối nhiều các bạn. Nhưng mà thường thì mình sẽ chưa có dịp nào đi qua mà ngay cái dịp mà có expo, có hội chợ, có triển lãm như thế này hết. Đó, các bạn thấy con này là có dấu mũi tên lên là con đực á. Con đực thì thường thường nó sẽ rẻ hơn con cái ha. Đối với những cái mập cao thì thường thường mình đi, nếu mà mình đi qua những cái chạy gu á, mình tới đó luôn, hoặc là mình lang thang cha tu chặt chơi thôi, chứ chưa có dịp nào mà có những cái buổi triển lãm như thế này để đi. Này là con raccoon, mình gọi là con lửng mặt á, phải không ta? Raccoon với lửng mặt giống nhau không ta? Hình như khác nhau à. Khác nhau, sorry anh em, như lộn à. Raccoon thì mình gọi là con gấu mèo ha. Còn lửng mặt là khác, lửng mặt là cái con mà rất là châu bò luôn, không có ngán ai trong tự nhiên hết trơn á. Cọp sư tử gì nó chơi hết á. Nằm ngoan không? Trời, cho đeo nơ, đeo cái gì á. Mấy này giống raccoon hơn á. Phải không hả? Mà màu lông đẹp quá, raccoon thường thường. Đây này, đúng rồi, raccoon nè, chứ gì nữa. Hay là lửng mặt. Sorry anh em, giờ này nè, đúng lửng mặt rồi nè. Con này là ảnh không có ngán ai hết trơn. Đây là nhện ha, đây là những cái gọi là gì, terrarium ha. Đó, cái lồng nuôi nhện, những cái tăng nuôi nhện ha. Đẹp quá, nguyên một kệ luôn. Nhưng mà cái này anh em có thể tìm kiếm ở HT ha, có thể liên hệ với HT nếu anh em đam mê với nhện nè, rết nè, bò cạp nè. Đó, những cái dòng đó anh em có thể kết nối với anh em HP sẽ tư vấn cho anh em về dòng, về giá, cũng như là cách nuôi, đặc điểm giống loài, tất cả những điều cần biết anh em có thể kết nối với bên HP ha. Spider Thailand nè, xịn sò quá. Kính thưa các loại nhện luôn. Mấy anh này nhiều chuyện ghê luôn. Như mấy anh này ở bên, nói chung con này, con cày Margut này cũng nhiều. Cũng nhiều người, cũng nhiều cái farm ở Việt Nam, hình như ở trên Zudu mình cũng có. Mọi người có thể tham quan. Nước nhanh quá, con trên không biết mèo trắng hay con sư tử trắng hay là con cáo trắng gì đó mình cũng không biết nữa. Hai bạn nhỏ trên ngoan. Mặt nó cũng lanh ha, dòng cáo mặt nó lanh. Kiến này, sóc rồi. Ok mọi người, thấy anh em Việt Nam mình có dịp đi qua bển, xuất hàng qua bển, cho nên là nhờ Thịnh quay lại cái không khí, cái buổi triển lãm, cũng như là những cái cách họ tổ chức như thế nào, để mình có thể học hỏi. Và mình cũng mong ước một ngày nào đó Việt Nam mình cũng tổ chức được những cái show như vậy ở những cái nơi đông người, nhưng mà được tổ chức một cách an toàn, và có cung cấp được nhiều thông tin cho những người yêu mến động vật có thể tìm hiểu. Thì theo như mình nghĩ thì đây là một cái cách mà gọi là có thể bảo tồn tốt nhất. Tại vì người ta hiểu về cái giống loài đó, người ta biết cái nào là cái tương tác lành mạnh, cái nào không lành mạnh. Còn bảo tồn theo cái kiểu mà tách biệt nó ra khỏi với con người á, thì mình nghĩ, dưới góc độ của mình thì mình nghĩ nó cũng không có ok lắm. Tại vì con người, mỗi lần mà các bạn thấy
gặp một cái con động vật xa lạ, cái thói quen người Việt Nam mình hay lấy cây đập đồ này nọ, thì do họ không biết, họ không hiểu, họ gặp cái họ sợ quá, hoặc là cái thái độ của họ đối với những con vật thì nó không được tốt lắm, cho nên là cứ tàn sát mặc dù là người ta không làm gì mình đó. Thì mình nghĩ đây là một cái hướng để mà giáo dục giữa người và con vật có cái sự tương tác nó lành mạnh hơn đó. Đúng đắn hơn, chúng ta nên sống chan hòa với nhau, để chung sống được với nhau là ok nhất. Rồi, ok, những hình ảnh quá sức là sinh động luôn, và phải nói là nể cái độ chịu chơi của những người anh em Thái Lan ha, quá tuyệt vời luôn. Rồi, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha, để kết nối được anh em nào bên Mỹ có những cái hội chợ nữa. Bên Mỹ hoặc ở bất kỳ nước nào đó thì mình sẽ nhờ anh em quay những cái thước phim hay sinh động như thế này để gửi đến mọi người ha. Thank you mọi người đã xem clip. Bye bye.